Chú Tinh Tinh ngồi một mình buồn bã, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt. Mới đây, trong lúc tham quan vườn thú, một số du khách đã tình cờ ghi lại được cảnh tượng một chú Tinh Tinh đang ngồi một mình, có vẻ như đang rất buồn. Sau một hồi quan sát, mọi người thấy như Tinh Tinh đang lén lút lau nước mắt. Cư dân mạng bày tỏ ý kiến, chắc nó nhớ nhà quá, hoặc có thể nó đang nghĩ về người yêu. Tôi cảm thấy Tinh Tinh chỉ khác con người một điểm, đó là chúng không biết nói.